Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chọn kính cường lực cho điện thoại. Ngoài ra thì mình sẽ hướng dẫn luôn cái cách dán kính cường lực cho iPhone. Các bạn biết thì trên thị trường có rất là nhiều loại kính cường lực cho điện thoại. Mục đích của kính cường lực là bảo vệ, chống xước, chống vỡ cho màn hình. Trên thị trường thì hiện tại có các cái loại kính cường lực sau. Loại thứ nhất là cái loại làm bằng phim nhựa và cái loại này có đặc điểm là mỏng và có cái tác dụng chống xước. Hai là loại kính cường lực 2,5D như là nhà mình bán đây. Cái kính cường lực 2,5D này là cái kính cường lực dạng phẳng và có thể là có cái viền vát. Nó có tác dụng là chống xước, chống vỡ cho màn hình. Nhưng đa phần bây giờ thì các cái điện thoại đều có cái viền cong, vì vậy nên là cái kính này nó sẽ không che được hết hoàn toàn cái màn hình của các bạn. Cái loại thứ hai là kính cường lực 3D. Đây, ở đây thì có kính cường lực 5D này, hay là kính cường lực 20D, 50D các thứ thì đều giống nhau, là đều là cái loại 3D cả. Tất cả các cái loại kính này thì đều như nhau thôi. Đấy là tùy cái cách gọi của từng hãng thôi, nhưng mà nó có điểm chung là cái độ cong của cái viền nó sẽ tốt hơn so với lại là kính 2,5D. Tất cả các cái loại kính này thì đều có cái độ phủ màn hình cao hơn, thế nên là cái thẩm mỹ nó cũng cao hơn và cái bảo vệ màn hình nó cũng được tốt hơn so với lại kính 2,5D. Loại thứ ba là loại kính cường lực viền dẻo thì có phần hiển thị là bằng kính, còn viền ngoài là làm bằng silicone hoặc là phim gì đó. Loại này vì là viền dẻo nên là người ta gia công nó cũng dễ hơn và ôm sát viền máy hơn và nó cũng khá là mỏng ở viền. Nhưng mà cái đặc điểm của nó là cái phần viền nó sẽ khá là dễ xước. Ngoài ra thì mình còn một cái loại kính là kính chống nhìn trộm, thì bản chất của nó vẫn là kính cường lực 3D thôi, nhưng mà cái chất liệu của nó là cái chất liệu mà giúp cho khi mà nhìn thẳng ấy thì sẽ hiển thị được các cái phần nội dung của điện thoại, nhưng mà khi mà mình ghé đi thì người ta sẽ không nhìn thấy. Khi các bạn sử dụng điện thoại thì có thể là các bạn di tay rồi thì móng tay rồi thì nhét vào trong túi quần thì các hạt bụi, hạt cát có thể là làm xước các cái màn hình của điện thoại. Và ngoài ra thì các bạn có thể là đánh rơi thì màn hình có thể là bị vỡ nếu mà không có kính cường lực. Thay vì là mình sẽ thay một cái kính cường lực thì mình phải thay một cái màn hình, cái chi phí của nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Chọn kính cường lực thì phụ thuộc vào cái tài chính của các bạn, nhưng mà tất cả các cái loại ở đây thì mình thấy là nó đều khá là rẻ. Như là bên mình thì đang bán cái loại kính cường lực 2,5D này, giá có 10.000 thôi. Nó cũng làm cho máy của bạn hạn chế được xước và vỡ đi rất là nhiều so với không sử dụng. Cái dạng phim này thì gần như là bây giờ là người ta không sử dụng nữa, nhưng mà vì là mình đang chia sẻ với cái kiến thức về kính cường lực nên là mình cũng sâu là ở đây. Còn cái giá của nó cũng chỉ tầm khoảng 2.000 một chiếc thôi. Còn cái kính 3D, 5D rồi thì 20D, tất cả là đều giống nhau hết. Bản chất của nó vẫn là kính 3D, nhưng mà với mỗi hãng thì người ta có thể là đẩy cái D này lên để cho người ta thu hút được khách hàng. Khi mà chọn kính thì các bạn nên chọn cái loại kính mà có cái phủ nano để mà chống vân tay và chống bụi hiệu quả hơn so với lại là loại không có chống nano. Thì đây mình ví dụ như là mình đổ nước vào này. Kính phủ nano thì sẽ giữ lại cái giọt nước như là khi mà bạn đổ nước vào lá sen. Còn đây như cái loại mình đang dùng này là nó bị thấm ra màn hình, là không có nano. Việc phủ nano lên mặt kính thì sẽ làm cho các bạn sử dụng nó được trơn hơn, mượt mà hơn và bóng bẩy hơn so với lại loại không có. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn dán kính cường lực cho iPhone 7 Plus. Ở đây mình sẽ chọn lại kính 5D này đi. Đây như cái loại kính 5D, 20D này bên mình đang bán với giá là 42.000 này. Và mình cũng chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm chọn kính cường lực. Một số cái nhà bán hàng trên mạng thì người ta có mang điện thoại ra và người ta dán kính và người ta nói là đập búa đinh cái thứ không vỡ. Thì đây cũng là một cái sai lầm khi mà các bạn chọn kính, khi mà các bạn chọn cái loại kính đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là bản chất của kính cường lực là nó giúp bảo vệ cái màn hình.
Nhưng mà khi mà các bạn rơi trong cái quá trình mà bạn sử dụng, bạn rơi nó giống như là bạn cầm búa các bạn đập vào mà cái kính cường lực nó lại không vỡ, thì rất là có thể là cái màn hình của các bạn nó sẽ vỡ. Và mình cũng gặp rất là nhiều cái trường hợp rồi, đấy là khi mà lắp kính cường lực đánh rơi thì màn hình thì vỡ nhưng mà cái kính thì nó vẫn còn nguyên, thì đấy không phải là một cái loại kính tốt. Mà kính tốt là cái kính mà nó giúp cho khi mà tác dụng lực vào nó sẽ làm phân tán cái lực đấy ra, và khi mà có cái việc vỡ thì cái kính phải là cái thứ vỡ trước và nó bảo vệ cho màn hình. Và mình để ý là những cái kính xịn, ví dụ như ở đây mình có bán cái kính King Kong này của WK này, WK Light đấy, thì cái loại kính này nó khá là mỏng và khi mà rơi thì nó cũng rất là dễ vỡ. Nhưng mà bên mình thì các bạn ấy rất là tin dùng cái loại này. Đây, cái loại kính này nó được phủ một cái lớp nano và khi mà dùng thì nó cũng hạn chế bám vân tay, và ngoài ra thì khi mà đổ nước lên đây thì nó sẽ không bị trôi đi như là mình vừa sâu lên ở trên cái điện thoại. Đây. Đấy. Các bạn thấy là nó không hề thấm nước. Ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn về cái cách dán cho màn hình điện thoại. Thì các bạn chú ý là đây, như là cái này mình có dán một cái phim này. À không phải một cái phim mà là một cái kính cường lực, thì bao gồm mà phần bên màn hình hiển thị là làm bằng kính và bên ngoài làm bằng nhựa. Đây, ở ngoài thì làm bằng nhựa. Mình sẽ lột ra. Đây, các bạn để ý thì cái viền này gần như là nó bo sát vào hết cái viền màn hình này. Nhưng mà cái này nó không phải là tốt. Đây, mình sẽ lột ra. Với lại một cái số cái ốp lưng thì các bạn thấy là để cho bảo vệ tối đa thì cái viền của cái ốp lưng nó choán cả lên cái màn hình, nó che đi một phần của màn hình để tránh cái trường hợp là rơi vỡ. Vậy nên là khi mà các bạn chọn một cái kính cường lực thì các bạn cũng không nên thắc mắc là tại sao nó không phun hết ra cái màn hình, bởi vì khi mà phun hết ra màn hình thì khi mà cọ sát các thứ, cọ sát vào túi quần này hay là thậm chí là các bạn đẩy cái ốp vào thì nó sẽ làm đẩy cái kính cường lực đấy lên, và đấy là cái điều mà không tốt. Thế nên là những cái kính 3D rồi 5D rồi 20D trở lên thông thường là nó làm hẹp hơn màn hình một chút để đảm bảo cái việc là nó không bị đẩy lên vỡ. À, việc dán kính cường lực thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Mình sẽ tiến hành dán cái kính 5D này. Trước tiên thì bạn sẽ vệ sinh cái màn hình máy. Ở trong cái sản phẩm thì nó sẽ có một cái bộ, một cái giấy ướt và một cái giấy khô. Đây, một cái giấy ướt thì các bạn có thể là vệ sinh qua đi để nó bớt bẩn này. Đây, như là mình dùng này, nó rất là bẩn là cái viền này. Đấy. Thì là mình sẽ vệ sinh qua cái này đi để đảm bảo cho nó hết cái bụi bẩn, để khi mà dán vào thì nó không bụi, nó sẽ làm cho cái miếng dán nó sẽ bị có cái bóng khí rất là khó chịu. Ok, mình sau khi mình vệ sinh qua thì mình sẽ tiến hành mình bóc cái tờ thứ hai này ra. Tờ này là giấy khô, rai khô, thì là mình sẽ lau đi để hết sạch nước và bụi. Ngoài ra thì một số cái loại kính thì nó còn có thêm một số cái miếng băng dính nhỏ để cái trường hợp là bạn bị dính cái bụi ở bên trong thì các bạn có thể là chấm vào để lấy cái bụi ra. Ok, như vậy là mình đã lau xong cái màn hình. À, bây giờ là đến cái việc dán. Các bạn cố gắng chú ý những cái đây, ví dụ như đây thì có một cái chấm này thì mình phải lau hết đi để tránh cái trường hợp là nó sẽ có bọt khí khi mà các bạn dán. À, khi mà các bạn dán thì cố gắng ở trong cái môi trường mà nó ít gió để tránh cái bụi trong không khí nó bay vào màn hình. Rồi.
Đây miếng dán, đây miếng dán này thì các bạn sẽ lột ra cái phần bên dưới, kiểm tra lại màn hình một lần nữa, rồi các bạn lột bên dưới ra, xong là các bạn tiến hành đặt lên. Thì ở đây khi mà các bạn đặt lên thì các bạn sẽ thấy một số cái điểm mà mình sẽ căn cứ vào đấy để cho nó cân bằng. Thứ nhất là cái điểm ở bên dưới này, cái nút home. Ngoài ra thì nó còn những cái chấm như là camera và cái cảm biến, thì là các bạn cố gắng bạn đặt xuống cho nó thật chuẩn một trong hai bên trước. Đây như là mình đang đặt ở cái phần camera cho thật chuẩn, xong rồi sau đó thì bạn đặt nốt cái phần nút home xuống để cho nó thật là chuẩn. Rồi ok, đấy thì nó sẽ tự hít vào. Đấy, rất là đơn giản. Ở trong đây thì mình sẽ vuốt đi để cho cái bóng khí nó ra ngoài, trong cái trường hợp mà nó vẫn còn bóng khí. Nếu mà vẫn còn thì các bạn có thể đẩy lên để vuốt, không có gì cả, không có gì phức tạp cả. Đây như trường hợp của mình đã để trong một cái bọt khí ở đây rồi. Mình sẽ lấy một cái băng dính để mình trong cái trường hợp mà các bạn bị lỗi, dán bị lỗi thì cũng đừng có lo lắng, các bạn có thể nhấc lên và dán lại bình thường, hoàn toàn không sao cả. Đây như mình vừa dán lỗi này, mình tiến hành nhấc lên. Xong rồi sau đấy thì là các bạn sẽ chấm vào cái phần mà nó nghi ngờ là nó có bụi, rồi lột ra sau đấy dán lại. Ok. Ok, đây như các bạn để ý thì ở trên cái màn hình nó sẽ không không dán hết được mà nó còn phủ ra một chút, đây một chút màn hình, thì để cho cái việc là khi mà các bạn sử dụng, các bạn cho một cái ốp vào thì nó sẽ không bị ảnh hưởng đến cái ốp của các bạn. Sản phẩm kính cường lực 3D này, 20D này bên mình đang bán với giá là 42.000. Sản phẩm kính cường lực King Kong này nhà mình đang bán với giá là 89.000. Ngoài ra thì có cái kính 2,5D này thì mình bán với giá là 10.000. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu mà các bạn có quan tâm về sản phẩm thì có thể là liên hệ với mình qua cái phần mình để dưới phần mô tả. Ngoài ra thì nếu mà các bạn có ý kiến đóng góp có thể là để lại phần bình luận. Xin chào các bạn.